không biết là cái sự giúp đỡ của cộng đồng mà ngày hôm nay thì chồng em cũng tương đối ổn rồi, và em chia sẻ lại với cái trường hợp khó khăn giống như chồng em ở trên khoa, nhưng mà chưa có được cái sự giúp đỡ của nhiều người đó, thì cái hành động rất là ý nghĩa. Thì đó là cái lý do vì sao có việc các anh chị báo người lao động, báo dân ký, báo pháp luật, báo tuổi trẻ. Để xin lỗi bạn này. Dạ em tiền phong. À, báo tiền phong cho anh Lâm ha. Dạ. Còn với cái anh Mỹ thì ở bệnh viện Chợ Rẫy đó, thì anh báo cho tụi biết những anh chị này là những anh chị chính thống do giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy mời, chứ không phải là những người mà ở đâu đó vô gặp em hỏi em rồi rầy em rồi chửi em gì đó. Cái chuyện đó thì anh đảm bảo nha, đó là em cứ thoải mái, có cái gì chia sẻ cái đó, chứ không cần phải phải nói A nói B gì theo chỉ đạo của ai hết ha. Anh có mời rồi, mời các bạn cầm giùm em cái này thôi. Chị cho em hỏi chứ là từ cái lý do gì mà chị quyết định tặng cái một cái bít của anh không? Từ lý do nào mà mình quyết định tặng một cái bệnh nhân cùng khoa của với ông xã mình cái số tiền 80 triệu, chị có thể chia sẻ. Nói chung là nói về chồng em đi rồi để em kể chị nói sao được. Dạ, ok. Khi mà em thì mới lên, mới chuyển anh Tâm lên bệnh viện Chợ Rẫy này, thì nói chung là trong túi em thì nó rất là ít tiền, và nhờ nhà ông Tâm đóng góp cho chồng em cũng nghĩ với lòng là nếu mà đóng góp đã đủ cái số tiền, mà cảm thấy mình đã đủ số tiền để cho anh Tâm chữa bệnh, cho anh Tâm khỏi, thì cái khoản số tiền chưa đó em sẽ giúp lại cho những người hoàn cảnh khó khăn như em hiện giờ. Vì hoàn cảnh của em đã nghèo thì em cũng đã biết những người nghèo như em, nên em mới sẽ chia là em rất mừng khi chồng em hiện giờ rất là bình phục và hồi phục, và đưa đi vô cái ấy nhân tạo đây rồi. Và bữa nay khi mà nhà hảo tâm đã đóng góp riêng cho em một số tiền là 800 mấy chục triệu, là em có đóng trong bệnh viện là hết 500 hay 500 mấy gì đó. Cái số em còn dư lại là cũng khoảng tầm 100 mấy chục triệu. Nói chung là bây giờ thì em xét lại là anh Tâm, anh nó khỏe, thì 100 mấy chục triệu đó em như em sẽ chi phí cho anh Tâm khi mà xuất viện trở về, chắc cũng còn dư được mấy chục nữa đó. Nên đó là em có nghe trong khoa và chung với khoa nhiệt đới bệnh viện chồng em, và khoa đó rồi nói là cái cô đó bị cô Huệ bị chạy thận một má gì đó, muốn cần một chút cái số tiền. Khi mà em chuyển nói lại là số tiền của em á, anh còn giữ đi 100 mấy chục triệu, em có cần không để anh chuyển qua tài khoản cho em để lo cho chồng em. Em mới nói anh ơi, em nghe trên khoa cô đó đã đang cần số tiền để lọc máu giống như chồng của em, nếu không lọc được thì sẽ chết. Nên em mới nhờ anh Hiển là kêu người nhà đến để gặp em một tí để chuyện qua chờ là coi có số tiền nó bao nhiêu tiền. Cái anh Hiển mới gọi người nhà tới, thì cái chú đó chú cũng nói là chỉ cần là cô bình phục thôi, còn lọc máu thì chắc không có thể khả năng để lọc, để có tiền để lọc. Rồi em mới hỏi chú là chú ơi, như vậy là tiền lọc máu nó khoảng bao nhiêu tiền? Cái chú mới nói là chắc phải tầm giá 60 triệu. Cái em mới nói anh Hiển ơi, cái số tiền mà cộng đồng mạng á, mọi người chung tay góp sức cho anh Tâm á, là phải được bao nhiêu? Anh Hiển mới trả lời rằng là được 130 mấy hay 40 mấy triệu gì đó. Em chỉ nghe nói là thôi. Rồi cái em mới nói là rồi, nếu như vậy chú nói là cần 60 triệu, thì con sẽ nhờ anh Hiển đây chuyển qua cho chú là 80 triệu để đóng tiền cho bệnh viện là 60 triệu, còn 20 triệu lại chú giữ lại để mà chú ăn uống hay mua cấp cứu và những gì cần thiết, chứ chú có 60 triệu đóng vô đó rồi tiền con chú sẽ xây nữa, không có tiền. Cái chú mới nói cảm ơn con rất nhiều rồi này kia, con em mới nói là không, em
em bây giờ chỉ dùng lời thôi, chứ tiền thì mọi người góp cho em. Thì em cũng mong muốn là giúp được một người nào đó, em rất là vui. Nên chú đừng nên cảm ơn con giúp những người nào mà đã xứng đáng với lòng của con á, thì con vui. Chú đừng có nên quay phim chụp hình, thì con thì tâm trạng của con bây giờ là rất là yếu, nói nhưng mà ai mà kích động con một tí là con chịu không nổi thiệt. Chị cho em hỏi thêm chút là lúc mà chị quyết định quyên góp này thì có bàn bạc với chồng con và cái ý kiến của anh như thế nào? Dạ có, trong khi đó em lên pha, chạy lên pha, em cứ gặp cô liền, cô Huệ. Và cô Huệ cũng nói về tình cảm của cô Huệ vậy. Em mới chạy về pha, anh nói cũng ở chung một phòng luôn. Em nói anh ơi, bây giờ đó còn công tác xã hội giữ mình là 130 mấy triệu, thì thôi mình chia sớt lại cho cái cô này đi, là có 80 triệu thôi, mình cũng còn dư trong đó mấy chục triệu, anh thấy như thế nào? Cái anh Tâm nói được rồi thì giúp đi, kêu cô đó vô đi giúp liền đi, chứ nếu mà không cứu được á là chết là sao. Thôi mình cũng còn dư thì thôi giúp cho người ta, sẽ chia cho người ta bớt một chút nào đó đi thì mình cũng ổn rồi. Thì anh Tâm có ký tên vô chặn những bạn. Cho em hỏi thêm là trong cái thời gian qua thì cũng có nhiều cái thông tin từ cộng đồng mạng cũng hay nói những cái ý kiến không hay về chị á, thì chị có muốn chia sẻ gì về những cái câu chuyện đó không ạ? Dạ, nói chung là em thì lúc lo cho chồng em, rồi lúc nhận tiền của mọi người, rồi lúc chuyện nghe cũng bị gầy la chửi mắng rồi đủ thứ chuyện, nên em nói là rất là bức xúc. Tại vì khi bước vào đây thì anh Hiển đã có cho một cái tấm giấy, nếu mà cần thiết những người mà mình quan tâm tới thì mình nên nói chuyện, còn không thì thôi mình đừng nên quan tâm tới. Thì ở bệnh viện Chợ Rẫy này rất là xảy ra rất là nhiều trường hợp, nếu mà trường hợp của em bây giờ thì rắc rối cho bệnh viện nữa, thì rắc rối cho phòng của anh nữa. Nên những người mà đến quay như ăn kinh bánh mì rồi đó, đến quay em phát tay, nói chung là em có phát tay, nói anh ơi em mời anh vô phòng để công tác xã hội, anh muốn quay hay gì trực tiếp đó là có camera rồi, nếu mà em nói sai một điều gì thì có camera quay lại để chứng tỏ là em sai, còn nếu em nói trúng thì em nói trúng. Anh mới nói từ lặn lội từ đằng xa tới đây cho 2,5 triệu, mày muốn tuổi ơn phải không? Cái anh tắt máy rồi anh đi về. Nên em mới nói không phải là em không nhận số tiền đó, nhưng mà dù đối với em 100-200 ngàn đối với em rất là quý, chứ không phải là 2,5 triệu này anh đem em tới đây mà em bạc như vậy. Là anh về anh chia cho mọi người một cái kinh gì đó quay tới quay lui rồi, thì rất là bức xúc cho em. Nhiều người đến để hỏi quay ở ngoài, em cũng mời vô phòng công tác xã hội để cho mọi người quay. Em sẽ kể hết những lý lịch của chồng em như thế nào, nhưng mọi người không chịu, cứ ép em đi ra ngoài bệnh viện. Có khi cái chú ảnh nói đi ra ngoài cổng bệnh viện đi, chú cho 200 triệu. Đối với em thì 200 triệu rất lớn, nhưng mà mình phải suy xét lại mình có nên ra hay không. Em mới giả đời là không, em không, con không ra được chú ơi, tại vì con ngồi trong cái nơi này phát thanh, nếu mà anh Tâm kêu tên anh Tâm là anh Tâm con phải chạy lên Tâm liền. Anh chú thông cảm, cứ ép em xong rồi về chửi em, chửi lộn trên mạng á, họ ghi âm gì đó. Cái bữa đó bữa tối có hai người chồng, cái anh nói vô tại con 25 luôn, kêu em nói là bây giờ mày muốn nhận tiền từ thiện nó hay không, mày cho tao quay không. Thế em mới nói là chị ơi, nói thật là em không thể nào cho chị quay ở đây, chị muốn gì sáng chị quay. Hai vợ chồng vẫn cầm máy quay. Cái em mới nói nếu mà chị tấn công em như vậy, em sẽ hứa từ nay sắp tới em không nhận tiền từ thiện nữa, vì nhận bao nhiêu chị chửi em bấy nhiêu. Cái nói vậy mày xin thề đi, mày xin thề đi rồi tao sẽ tung cái mạng này lên, mày không nhận từ thiện nữa. Cái có bốn anh đó đang ngồi ăn, cái bay vô làm anh đó luôn, bay vô ngay chính giữa luôn. Anh nói anh ơi, anh coi nè, hai vợ chồng anh này á, em nói vậy rồi mà còn ép em chửi em nữa này cái kia, rồi giờ kêu em thề không nhận tiền từ thiện nữa, em sẽ chấp nhận thôi. Tại vì mọi người đã gom tay giúp sức cho vợ chồng em rồi, thì cái tài sản đó cũng đã đủ rồi, chứ không phải là em bội ơn mà cho em 200-300 hay gì mà em không cho quay. Cái đó là không đúng. Dạ, chị cho em lỡ hỏi rồi, cho em hỏi luôn là cái thông tin mà mình mua đất nuôi bò rồi mua điện thoại di động mấy chục triệu rồi thì sao chị? Dạ, nói chung là cái điện thoại lúc trước khi anh Tâm chưa bị đánh cắn là cách nay 5-6 ngày,
anh có mua một cái điện thoại gốc, trả gốc là 1,24 triệu đó, là một tháng đóng là 530 ngàn. Khi chưa kịp đóng nữa là gần tới đóng là anh vô đây nằm bệnh viện, là em có gốc, hai chồng có gốc cái điện thoại màu xanh đó, chứ em không có mua cái điện thoại mà mất tiền như mọi người nghĩ. Dạ. Cái điện thoại đó hình như là điện thoại của người anh của chị, mà bữa đó em đến phỏng vấn anh ấy là điện thoại chị đang điện thoại hết pin thì chị mượn đó, không phải cái điện thoại đó. Cái đúng rồi, cái điện thoại màu xanh á là em đã bị rớt rồi, em tại vì em chạy lên cầu thang á em rớt một cái đó rồi, nên cái điện thoại nhỏ thôi, còn cái điện thoại mà em rớt á giấy tờ vẫn còn ở đây nè, vẫn đàng hoàng đó. Là giá trị bao nhiêu chị? Dạ có 2,24 triệu thôi chị. Trong thời gian qua thì có rất là nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền để ủng hộ, hỗ trợ cho chồng mình á, thì mình có muốn gửi cái lời, mình có chia sẻ gì đối với những người mà đã giúp đỡ mình không ạ? Dạ có. Em là Bùi Thị Ngọc Tủ, hôm nay là trong phòng tác xã hội, em cảm ơn những mạnh thường quân trong nhà ngoài nước đã giúp đỡ và ủng hộ chăm tâm vượt qua những khó khăn hôm nay. Rất là mừng với cô bác mà có nghe được những thông tin của con trên trên nhà báo này, thì tới ngày em Tâm xuất viện về thì chắc mấy cô mấy bác cũng đã coi những cái clip đó, thì con sẽ mời đến để dùng với hai chồng con một bữa cơm coi như đã mừng cho anh Tâm xuất viện trở về. Ngoài ra thì chị còn có điều gì muốn nói thêm nữa không, muốn nói gì không, ngồi những cái chuyện nãy giờ đó? Dạ thôi, nói chung là cũng đã đủ rồi, em chỉ biết xin chân thành cảm ơn thôi những bác sĩ và y tá trong bệnh viện Chợ Rẫy này, và các y tá và bác sĩ và những người đã cố giúp cho em trong những ngày thành hôm qua. Dạ thì biết là anh Tâm chuẩn bị đi ghép da, thì không biết là cái hôm qua giờ là cái sức khỏe của ảnh như thế nào, cái tinh thần ảnh là sao chị? Dạ ảnh rất là phấn khởi, rất là vui mừng. Dạ ăn uống rất là dạ. Rồi tôi hỏi thêm chị Tủ một chút là cái vấn đề khó khăn trước cái thời điểm mà chồng chị bị rắn cắn đấy, thì các con còn nhỏ và nó đến cái độ tuổi đi học, cái chi phí rất tốn kém. Như vậy từ cái khi nhận được các cái khoản tiền mà nhà hảo tâm hỗ trợ đến giờ thì chị đã lo cho các con như thế nào rồi, và cái chuyện ăn học của các cháu hiện tại ra làm sao? Dạ nói chung là khi em còn cũng còn ít tiền trong túi, em cũng về lo cho con của em là Phan Văn Tiến, nó học lớp 4 trường của Suối Đá 1, nên em cũng mua đồ đẹp, mua bộ đồ cho nó là được 9 bộ, cho nó đi học, cho nó bán chú. Và có một cái chú nào đó, ở bên Bình Phước đó, có qua gửi cho nó mấy bộ đồ, cho con em mấy bộ đồ. Và anh Thanh Lê Anh Thiện á có cho con em một bộ sách đó, nên em chỉ cả đổ cái chú mà ở bên đó đó cho ngoại qua cho con em á. Thì trường á là không có mặc được, tại vì trường Phú Phổ á là chỉ có quy định là một bộ đồng phục là giống như các bạn thôi. Dạ. Nên em phải đặt mua thêm là 9 bộ và em đã đóng tiền cho thầy hết. Như vậy là con chị đã chính thức nhập học lại rồi. Dạ. Trong trường hợp mà cái việc điều trị cho chồng chị sử dụng không hết các cái khoản mà Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ, thì chị có cái dự tính gì cho tương lai để sử dụng các cái khoản tiền đó cho nó hợp lý và nó đúng mục đích nhất không? Dạ, nói chung là chồng em bây giờ cũng còn nằm ở trong đây, nói chung là cái số tiền cũng còn không ít thôi, nhưng em chưa ước mơ gì hết, nên em chỉ ước mơ là ảnh hết bệnh đi dễ về, hai chồng nó còn dư giả thì mình sẽ tính ngày bàn tính cái chuyện của hai chồng em. Chứ bây giờ chồng em gì không thể nào bàn tính nữa được hết, để cho chồng em trở về đi rồi em sẽ hai chồng em tính sao. Trong cái giai đoạn mà còn khó khăn nhất thì vợ chồng có mơ ước gì để mà cải thiện cái đời sống gia đình không? Nói chung là nghèo mà cũng muốn vươn lên thôi, muốn mơ ước thôi. Nhưng cái đầu mơ ước của em á thì chỉ có cặp bò với sửa cái nhà. Nhưng mà mơ ước đó thì đã tung lên mạng thì nó quá nhiều rồi, nên em nói thiệt cho em xin rút lại cái lời của em là mơ ước cái đó đi. Em nói thiệt chứ mạng xã hội mà, nói chung là chồng bây giờ còn đang nằm trong cái hoàn cảnh không biết như thế nào,
nên cho em xin lỗi, không còn ước nữa, em chỉ mơ ước là chồng em sẽ trở về. Dạ, chị cho em hỏi một câu là sau cái sự vụ mà của chồng chị đó, bị con rắn hổ mang chúa nó cắn như vậy đó, thì chị có lời khuyên nào cho những cái thanh thiếu niên hoặc là những người mà để bắt chước ở trên mạng để bắt rắn độc như vậy không chị? Nên em cũng xin chia sẻ với mọi người rằng đừng nên bắt rắn dù gì chồng em nữa. Nói thiệt rất là đau đớn, nguy kịch, rất là thảm thiết luôn. Dạ, nên em nói với mọi người và mấy anh mấy chị thấy rắn tránh xa thì đừng có nên độc nó hay gì hết, đuổi nó đi đi là cách tốt nhất. Còn mình bỏ chạy. Còn ai hỏi gì nữa? Dạ rồi, xin cảm ơn chị Bùi Thị Ngọc Tuổi chị nha. Dạ, chúc chị luôn mạnh khỏe và chúc anh mau khỏe khỏe lại ha chị. Dạ. Dạ. Còn ấy là đang tuổi đang trao cho các bạn nên theo. Bây giờ trao tận cái đó thì được rồi. Cho các bạn nhân anh nhìn trao tượng trưng cũng cảm ơn thôi. Cái này là anh trao thôi, nếu có căng thì anh trao. Em để cho chị Tuổi chị đi qua bên như... kia. Cái này giờ hẹn trao đâu cho chị qua bên kia, chị qua bên kia rồi anh nhìn thấy cái trao góc đó đứng bên góc là anh. Đó à, bây giờ là anh Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy sẽ trao cái thư cảm ơn đến chị Bùi Thị Ngọc Tuổi và anh Phạm Văn Tâm vì đã ủng hộ lại 80 triệu đồng cho một bệnh nhân nghèo ở trên khoa ở trên đang điều trị ở khoa nhiệt đới, bệnh nhiệt đới. Rồi. Đây nhìn này anh Hiển à. Nhìn đây hả? Nhìn vô mấy ảnh của báo Người Lao Động nè. 1, 2, 3. Dạ. Đây là cái thư cảm ơn đây độc giả của báo Người Lao Động. Rồi, hôm nay cho anh chụp cái nào. Đây, em hiểu cái chị Tuổi như đây ha. Đây ha. Đây là cái đúng không? Đây là cái thư cảm ơn, dạ. Thư cảm ơn mà vợ chồng của chị Tuổi đã tặng 80 triệu đồng lại cho bệnh nhân ở khoa bệnh nhiệt đới. Và người mặc áo xanh là anh thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng khoa phòng công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Hiển có nói gì thêm nói với chị Tuổi không ạ? Em nói gì với chị Tuổi đi. Thay mặt cho trường hợp có một khó khăn đã được Tuổi và anh giúp đỡ thì anh gửi cái lời cảm ơn, anh ghi nhận cái sự chia sẻ, một cái hành động hết sức liên quan mà Tuổi đã được tiếp nhận từ cộng đồng, thì hôm nay anh chia sẻ lại cho một trường hợp khó khăn khác. Chúc cho Tâm khỏi bệnh, chúc cho hai con ở nhà năm mới được học giỏi chăm ngoan, mong một cái ngày cho gia đình mình. Dạ, xin cảm ơn anh, cảm ơn chị. Rồi chị cứ cầm nó đây đi. Rồi. Bây giờ là chương trình live stream của báo Người Lao Động đã kết thúc. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi clip vừa rồi. Chúc tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn luôn mạnh khỏe.